Hôm nào mẹ nấu món bạn thì rất mặn, món nhạt thì rất nhạt. Em có đáng lắm rồi đấy. Con bình tĩnh nào. Anh thư thư cho tôi vài hôm nhá, tôi vẫn chưa dùng đủ. Hay là mẹ cờ bạc quá hay lạ rồi đấy. Có mỗi mình thôi mà để cái nhẫn ở đầu giường, quanh đi của lại không thấy đâu nữa. Mẹ, sao mẹ lại có cái nhẫn của con? Thì mẹ nhặt được nó. Có phải mẹ lấy trộm nhẫn của con đúng không? Mẹ ơi, mẹ ra con bảo đi ạ. Mẹ ơi, đáng quá. Để nóng nóng đi con. Nóng đấy. Mẹ có biết là món thịt rất là mặn không? Ồ thế à? Chết thật. Để mẹ xem thế nào. Anh nhìn em cái gì, anh thử mà xem có phải là mặn không. Ừ, mặn thật. Cái này cũng là do mẹ quen cay. Ở dưới quê vẫn ăn mặn như thế đấy. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ở đây là ở thành phố, mẹ không thể áp dụng tất cả những cái quy chuẩn ở quê sau đó áp đặt vào đây được. Em quá đáng lắm rồi đấy. Dù gì thì mẹ cũng không cố ý mà. Mẹ không cố ý. Anh thử xem, hôm nào mẹ nấu món bạn thì rất mặn, món nhạt thì rất nhạt. Em đi làm vừa rất là mệt, em chỉ mong còn đúng một bữa cơm ngon thôi. Nó có cao sang quá không? Mà có bữa nào mẹ cho em nổi không? Em một vừa hai phải thôi chứ. Thôi các con. Mẹ để con nói ạ. Mẹ lên đây, mẹ chăm con chăm cháu, mẹ bỏ hết việc dưới quê. Em không thương mẹ thì thôi, đằng này em suốt ngày lầu ba lầu bầu, cầu nha cầu nhau, đau hết cả đầu. Thế nào gọi là em không thương mẹ? Thế còn anh? Anh có thương lấy bản thân tôi hay không? Tôi không phải đi làm à? Tôi không phải lo toan tất cả mọi thứ à? Tôi lo cho mẹ, lo cho con cái, lo cho gia đình này. Như thế anh muốn cái gì nữa? Anh nhìn được xem, tất cả đồ điện tử ở trong nhà mẹ động vào cái gì hỏng cái đấy, em vẫn phải đi sửa. Anh có muốn cái gì nữa? Em im đi. Thôi các con, mẹ xin. Mẹ biết rồi. Mẹ quê mùa là cậu, cho nên những cái đồ các con mua nó hiện đại, mẹ chưa biết dùng, nó cứ làm hỏng, làm các con tốn kém. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Lần nào sau khi con sửa đồ điện tử về xong, mẹ cũng nói với con yên như thế. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà lần sau con vẫn phải bỏ tiền ra sửa lại toàn bộ tất cả những thứ đấy. Mẹ biết rồi. Thôi, ăn đi các con. Bữa cơm hôm nay khô quá, con bớt không được. Thế... em quá đáng lắm rồi đấy. Con ơi, con bình tĩnh nào. Mẹ xin, bình tĩnh đi con. Thôi ngồi xuống ăn đi con. Nhưng mà con không thể nào có chịu được. Mẹ nghĩ mà xem, mẹ đối xử với cả vợ con tốt như thế nào. Còn cô ấy thì sao? Lúc nào cũng tính tiểu thư, đọc đà đọc đảnh. Thấy có lỗi với mẹ. Bởi vì con thương mẹ ở dưới quê, một mình mẹ buồn chán, cho nên con mới đưa mẹ lên đây. Nằm ở đâu vợ con để đối xử với mẹ như thế. Không có cần gì hết, chỉ cần được ở bên các con, các cháu là mẹ vui rồi. Thôi, con ăn cơm nhé. Để mẹ lấy cơm cho con nhé. Dạ, con lấy cho ạ. Anh thư thư cho tôi vài hôm nhé. Tôi vẫn chưa dùng đủ. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Quái lạ nhở. Mẹ suốt ngày ở nhà thôi, dùng mỗi tiền trợ thì đáng bao nhiêu đâu mà phải nợ tiền người ta. Hay là mẹ cờ bạc. Sao thế con? Mẹ vào phòng con làm gì đấy ạ? Ừ,
thì mẹ vẫn vào phòng con để lấy quần áo bẩn đi giặt mà. Quần áo bẩn con ném hết vào máy giặt rồi. Nhưng mà mẹ ơi, con bảo nhá, lần sau mẹ vào phòng của con, mẹ gõ cửa một tiếng được không? À, mẹ biết rồi. Dạ. Thế mẹ đi ra nhá. Vâng ạ. Mẹ đóng hộ con cái cửa nhá. Ừ. Vô lý đùng đùng thật đấy. Tìm khắp nơi rồi mà không thấy cái nhẫn cưới đâu. Rõ ràng trí nhớ của mình cũng tốt mà. Bình thường toàn để ở đầu giường. Hay là mẹ chồng mình nhỉ? Nhưng mà vô lý. Bà ấy đâu thiếu thốn cái gì đâu. Nhớ rồi. Rõ ràng vừa nãy mình nghe bà ấy nghe một cuộc điện thoại, nói là bà ấy đang thiếu một số tiền, cần phải có gấp để trả cho người ta. Chuẩn luôn. Thế thì bây giờ mình mà hỏi chắc chắn sẽ chối bay chối biến. Mà mình kể với lão chồng mình thì kiểu gì cũng sẽ bênh mẹ, còn lâu mới tin lời mình. Phải nghĩ cách làm sao đấy bắt tận tay, dây tận tràn. Mẹ ơi, con phải đi công tác mấy hôm ý. Mẹ ở nhà xem thế nào, dọn dẹp nhà cửa đấy, nhà cửa giúp con nhé. Yên tâm đi, việc ở nhà mẹ lo hết. Dạ. Vâng, nhìn vẻ mặt hớn hở của bà ấy kìa, chắc lại muốn mình đi thật nhanh, sau đấy vào phòng mình ăn trộm đồ của mình đây mà. Mẹ này. Hả? Con bảo ở nhà mẹ có dọn nhà ấy, mẹ để ý xem có thấy ghế nhẫn cưới của con dơ ở đâu không. Chứ hôm trước con đeo một cái nhẫn cưới ở đây này, sao tôi chẳng biết là con vứt ở đâu. Bây giờ mà không tìm thấy mất thì nó hơi phí. Ừ, mất làm sao được, ở trong nhà để mẹ tìm. Thì đấy, mẹ thấy lạ không, ngày trước có hai vợ chồng ở trong nhà thôi, chả bao giờ mất đồ cả. Tự dưng khai bây giờ. Đấy. Thôi được rồi, để mẹ tìm nhé, yên tâm. Ở nhà mẹ tìm cho. Dạ, thế con đi mẹ nhé. Ừ. Con đi nhá. Dạ. Chưa? Đúng nhẫn cưới của con rồi. Ừ. Mẹ, sao mẹ lại có cái nhẫn của con? Ừ thì mẹ nhặt được nó. Mẹ nhặt được ở đâu ạ? Ừ, mẹ nhặt được ở trong nhà vệ sinh đấy. Mẹ này. À? Có phải mẹ lấy trộm nhẫn của con đúng không? Không, mẹ không ăn trộm. Chắc là con đi tắm, con tháo ra xong là bị rơi xuống. Con không để ý, mẹ nhặt được đấy. Con nói mẹ nghe này, chiếc nhẫn này khi đi tắm con không bao giờ cầm vào nhà vệ sinh cả, lúc nào con cũng tháo ra, con để ở đầu giường cơ. Mẹ nói thật đi, có phải mẹ lấy không? Không, nhưng mà mẹ nhặt nó trong nhà vệ sinh đấy. Nó không thể nào trong nhà vệ sinh được. Bởi vì ấy, mẹ đã mua chiếc nhẫn này đấy. Sao con biết? Thì hôm qua tự nhiên mẹ mượn nhẫn cưới của con. Con không hiểu mẹ mượn để làm cái gì, cho nên con đã lén đi theo mẹ đấy. Không thể nào có cái chuyện vô lý như thế được. À, em biết thừa nhá. Có phải là anh biết kế hoạch của mẹ ăn trộm nhẫn của em, xong tự dưng anh nghĩ ra là vẽ cái chuyện mẹ đi mua nhẫn về đưa cho em để em mua đúng không? Em không bao giờ bỏ qua cái chuyện này đâu. Làm gì mà dễ dàng như thế. Anh chả có vẽ cái chuyện nào cả. Chiếc nhẫn của em ý bị rơi dưới gầm giường kia kìa. Đây, em xem đi.
chuyện này là sao? Là sao à? Bởi vì mẹ sợ em tiếc của, sợ em cằn nhằn, mẹ sợ là em sẽ hiểu lầm mẹ, cho nên là mẹ đã mua một chiếc nhẫn khác giống hết chiếc nhẫn của em. Có chiếc nhẫn của em ấy, bị rơi dưới gầm giường, anh đã nhặt được trong lúc anh nhặt chiếc điện thoại của anh bị rơi đấy. Thế không phải mẹ đã trộm nhẫn của con để mẹ đi trả nợ à? Đâu, thứ nhất là mẹ không ăn trộm, thứ hai là mẹ không có nợ ai hết. Rõ ràng nhá, hôm trước con đứng ở góc tường kia kìa, con nghe thấy mẹ nghe điện thoại của ai đấy, mẹ bảo là bây giờ mẹ đang không có tiền đâu, chờ mấy hôm nữa mẹ thu xếp xong thì con lại mới tưởng. À, đấy là điện thoại của bác Nam tư vấn bảo hiểm đấy. Ừ, mẹ mua bảo hiểm cho hai vợ chồng con, mà hôm đấy thì chưa đến ngày lương, cho nên mẹ chưa dồn đủ, mẹ có khất bác đấy. Mẹ mua bảo hiểm cho hai vợ chồng con á? Ừ. Đấy, em thấy gì chưa? Mẹ làm bất cứ một cái việc gì, mẹ cũng nghĩ cho vợ chồng mình hết. Còn em thì sao? Lúc nào em cũng cằn nhằn, em đối xử với cả mẹ như thế nào? Em lại còn bảo mẹ là lấy đồ của em nữa. Mẹ đối xử với vợ chồng con tốt như thế, thế mà còn lại mẹ tha lỗi cho con lần này nhá. Con dâu yêu quý của mẹ, mẹ có mỗi thằng Tuấn là con trai duy nhất, nên cũng chỉ có mỗi đứa con dâu là con thôi. Mẹ không yêu quý hai đứa thì yêu quý ai? Lúc nào mẹ cũng chỉ mong gia đình mình vui vẻ hòa hợp thôi con ơi. Mẹ tha lỗi cho con là con vui rồi. Còn về cái bảo hiểm ý, vợ chồng con còn trẻ, bọn con tự làm được. Không ấy, mẹ giữ lại số tiền đấy đi, xong rồi cần dùng vào việc gì mẹ còn dùng chứ. Mẹ già rồi, có dùng tiền vào việc gì đâu. Cái khoản đó mẹ lo được, yên tâm nhé. Nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ như thế này, con cảm thấy yên tâm rồi. Mà nhân có sự việc của ngày hôm nay, hay là cả nhà mình cùng đi ăn nhà hàng. Con biết một cái nhà hàng cực kỳ ngon, toàn món chay thôi mẹ ạ, chắc chắn là mẹ sẽ thích. Nhưng mà cái Thu nó không thích ăn chay. Ơ không, tự dưng con ăn chay được ngang với mẹ. Trời ơi, món chay ngon lắm ý. Đi, cả nhà mình đi mẹ đi. Đi. Đi thôi. Để con khách nhận cười đi, trả lại mất ảnh nhận của mẹ đi.